Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hiện đang là buổi sáng ngày 5 tháng 3 năm 2021 và trước mắt quý vị đang theo dõi là một cặp sản phẩm lục bình phong thủy, hàng có chiều cao là 1m77 với đường kính bụng là 5m8 và được chế tác là hàng đặc liền khối chọn gỗ chọn vân bằng chất liệu là gỗ cẩm vàng của Lam Phi. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi đã hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn BU và phủ sơn màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và thông tin chi tiết về đôi lọ lục bình phong thủy, hàng có chiều cao là 1m77 với đường kính bụng là 5m8 và được chế tác là hàng đặc liền khối chọn gỗ chọn vân. Nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để theo dõi đoạn video clip của chúng tôi, và sau đó thì cơ sở tôi sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Và chất liệu gỗ cẩm vàng Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao và chất gỗ thì cực kỳ lặng vị nhé. Và sản phẩm thì được cơ sở tôi là phủ sơn màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên nền sơn O7. Và toàn bộ những đường vân thửa gỗ trên sản phẩm đều là vân thật gỗ tự nhiên, vân rất là đẹp quý vị nhé. Và sản phẩm được chế tác là hàng đặc liền khối chọn gỗ chọn vân và phủ sơn bưu màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên nền sơn O7 với đường kính bụng là 58. Và sản phẩm lục bình phong thủy thì cơ sở tôi đã cải tiến mẫu mã rất là nhiều, và trong năm 2020 thì cơ sở tôi cũng bán ra thị trường rất là nhiều cặp sản phẩm hàng siêu khủng với cái dáng rất nó rất là đẹp quý vị nhé. Và ngày hôm nay là một cặp sản phẩm được chế tác là hàng đặc liền khối chọn gỗ chọn vân bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi và đã được phủ sơn màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và khi khách hàng sử dụng sản phẩm bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì không lo mối mọt, không lo cong vênh và không lo nứt răm, không lo nứt toác, và toàn bộ được chế tác là hàng đặc liền khối quý vị nhé, hàng đặc liền khối, vân rất là đẹp quý vị nhé. Và chất liệu gỗ cẩm vàng thì nó đưa ra những cặp sản phẩm có những đường vân thở gỗ nó rất là tuyệt vời, rất là nhiều vân quý vị nhé, và 100% là vân gỗ tự nhiên. Và chất gỗ cẩm vàng cũng là một dòng gỗ có tính ổn định rất là cao và chất gỗ thì cực kỳ lặng quý vị nhé, chất gỗ thì rất là lặng. Và ước tính cho một đôi lọ lục bình phong thủy, hàng có chiều cao là 1m77 với đường kính bụng là 58 thì cơ sở tôi ước tính nó nặng khoảng độ 800 kg trên một cặp, tức là một chiếc thì nó sẽ rơi vào tầm 400 kg. Và chọn vân là đều tứ diện cho khách hàng và phủ sơn màu trần trên nền sơn O7. Và phần miệng bình thì cơ sở tôi là luôn luôn đục 5 cánh sóng tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cổ bình là thon gọn để hút tài lộc và bụng bình là phình to để chứa tài lộc. Và hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn O7. Hoàn thiện rất là kỹ khách hàng nhé. Và những đường vân thửa gỗ thì chọn cho khách hàng những cặp sản phẩm là vân đều tứ diện vòng quanh. Hoặc vân đều tứ diện vòng quanh là hàng đặc liền nguyên một khối. Và ngoài những sản phẩm lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng ra thì cơ sở tôi có sẵn những cặp sản phẩm hàng 1m8 bằng chất liệu như là gỗ hương đỏ. Đó. Bên trong thì có những sản phẩm bằng chất liệu như là gỗ hương đá và mô đun công. Rất là nhiều quý vị nhé. Và khách hàng nào ở gần thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan cũng như là chiêm ngưỡng. Và giá thành cho một đôi lọ lục bình phong thủy hàng có chiều cao là 1m77 với đường kính bụng là 58 và được chế tác là hàng đặc liền nguyên một khối bằng chất liệu là gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì hiện cơ sở tôi đang chào bán công khai với giá là 45 triệu đồng. Và khi khách hàng đăng ký đặt mua thì chúng tôi sẽ hỗ trợ từ 30 cho đến 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và khách hàng có thể đặt sản phẩm lục bình phong thủy theo kích thước yêu cầu và chúng tôi sẽ nhận đặt hàng và sẽ triển khai cũng như tiện theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở của tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 từ 0 và 0868 82 từ 0. Và địa chỉ cơ sở thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và khách hàng nào có điều kiện gần thì rất mong quý vị có thể bớt ra một chút thời gian để về trực tiếp tại cơ sở để tham quan cũng như là chiêm ngưỡng. Và chúng tôi xin nhắc lại giá thành cho một đôi lọ lục bình phong thủy hàng có chiều cao là 1m77 với đường kính bụng là 58 và được chế tác là hàng đặc liền nguyên một khối bằng chất liệu là gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì hiện cơ sở của tôi đang chào bán công khai với giá là 45 triệu đồng. Và cảm ơn khách hàng đã quan tâm và theo dõi đoạn video clip của cơ sở chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.